Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ về 7 mẹo vặt dân gian giúp chúng ta nhận biết người có thai sớm. Những cái mẹo này để chúng ta có thể là tinh ý chúng ta nhận biết người ta có thai này, hay là chính bản thân các bạn có thai sớm hay là không nhá. Chúng ta biết rằng các bà, các mẹ chúng ta xưa kia ấy, khi mà chưa có những cái phương pháp khoa học hiện đại thử thai như là bây giờ này, hay là tiếp cận y học ngày xưa cũng rất là hạn chế. Vậy ngày xưa người ta làm như thế nào để biết là một người đang có bầu này? Bằng những cái kinh nghiệm dân gian lâu đời và lưu truyền từ đời này qua người khác ấy, đó là những cái mẹo nhận biết người có thai sớm rất là thú vị. Chị em chúng ta cùng tìm hiểu xem nhé. Ngay từ khi sớm có thai này, có những cái dấu hiệu gì thay đổi mà chúng ta nhìn phát là chúng ta biết ngay? Cái dấu hiệu đầu tiên đó chính là quan sát lông tóc dựng đứng, mọc nhanh hơn, đậm hơn và dày hơn bình thường. Không phải tất cả, nhưng mà cái dấu hiệu này cũng khá là chính xác cho những mẹ bầu. Mẹ quan sát lông mày này, tóc mai này, tóc gáy này, và nó mọc nhanh hơn, đậm hơn bình thường, dựng đứng bất thường, thì rất có thể khả năng là đấy là một mẹ bầu, người đang mang thai, sắp mang thai, đang có em bé. Đó là cái dấu hiệu là lông tóc bất thường ấy, cả là cái lông mày nữa nhá, lông trên cơ thể của người phụ nữ đấy nữa, của chính các bạn nữa, nó đậm hơn này, dày hơn này, nhanh hơn bình thường, mọc dựng đứng lên ấy. Đó là cái dấu hiệu đầu tiên này. Cái mẹo thứ hai là chúng ta quan sát cái khuôn mặt, gương mặt này, mũi nó to hơn bình thường. Đấy là cái mẹo dân gian nhận biết người có thai sớm dựa trên cái khuôn mặt. Đa số những mẹ bầu khi mà có thai thường là trông nó sẽ nở nang hơn, đầy đặn hơn. Không chỉ là cái dáng vóc cơ thể chúng ta tăng cân hơn bình thường, mà cái khuôn mặt của người phụ nữ đấy cũng có cái sự nở nang và to hơn, mũi nở to hơn. Nguyên nhân được cho là do hormone thay đổi này, hormone thai kỳ tăng cao, cũng như là chế độ dinh dưỡng mới của mẹ bầu, nó nhu cầu dinh dưỡng nó tăng cao hơn, theo đó là cái gương mặt, mũi nó cũng nở to hơn. Đấy là cái mẹo thứ hai để chúng ta nhận biết người có thai sớm này. Cái dấu hiệu thứ ba đó chính là sắc da và môi có thể nhợt nhạt hơn, kém sắc hơn, da rẻ khô hơn một chút, môi nhợt nhạt hơn một chút. Đó cũng là một trong những cái dấu hiệu và giúp chúng ta nhận biết có thai dựa theo kinh nghiệm truyền miệng của dân gian. Thực chất ấy, cái dấu hiệu này, tình trạng này có thể liên quan đến là hiện tượng người mà giai đoạn đầu của thai kỳ là bị ốm nghén này, mệt mỏi cái giai đoạn đầu này, lên sắc da môi có thể nhợt nhạt và nó kém sắc một chút, trông mệt mỏi hơn nữa. Tuy nhiên không phải lúc nào phụ nữ mới có thai cũng có cái làn da nhợt nhạt hay là trông mệt mỏi đâu, đa phần là như vậy, nhưng không phải tất cả nhé. Đấy là một mẹo để chúng ta tham khảo thêm nữa. Cái mẹo thứ tư đó chính là cổ ngẳng thái dương nổi vân xanh. Cổ ngẳng tức là cái cổ người phụ nữ ấy, trông gầy hơn này, hoặc có vẻ dài ra nữa, ngẳng lên ý. Có thể xuất hiện những cái mạch đập xanh ở cổ nhìn rõ hơn, hay ở vùng thái dương trên mặt cái gân xanh nó nổi đậm hơn, rõ hơn. Đó là cái một trong những cái dấu hiệu để giúp chúng ta nhận biết có thai sớm theo dân gian. Và theo đó, những phụ nữ mới có thai thường là sẽ thay đổi về tâm sinh lý này, chán ăn, ốm nghén, khó chịu, cho nên trông có thể mệt mỏi, xanh xao và cái nổi cái gân xanh hơn. Cái dấu hiệu thứ năm đó chính là nôn này, buồn nôn và dễ ngất xỉu. Đây là dấu hiệu rất là chính xác cho các chị em mà chúng ta trong giai đoạn là cần thai, mới có thai. Thì thường là với những người mà thể trạng yếu này, hay là hay hoạt động nhiều, di chuyển nhiều ấy, cũng rất là hay dễ bị mệt, ngất xỉu này, cơ thể dễ bị xuống sức, ngất do mệt mỏi. Và cái hiện tượng là nôn ọe hay là buồn nôn khi mà ăn một món gì đấy này, nhạy cảm này, với mùi vị lạ cũng thấy nhạy cảm, khó chịu, buồn nôn, khó chịu. Nguyên nhân là được cho là do cái nồng độ hormone thai kỳ nó tăng cao, và cơ thể mẹ bầu giai đoạn mới là chưa thích ứng được cái việc mà mình đang có em bé này, dễ buồn nôn, rồi thay đổi khẩu vị, chán ăn, khó chịu, dễ ngất xỉu nữa. Đó là cái dấu hiệu thứ năm, buồn nôn, nôn, khó chịu này,
và dễ bị ngất xỉu để chúng ta nhận biết người đang mang thai, có thai sớm. Đó là năm mẹo dân gian mà chúng ta nhìn thấy trên cơ thể mẹ bầu có những cái thay đổi. Ngoài ra có thêm một số cái mẹo khác bằng việc chúng ta có thể quan sát những thay đổi bên ngoài của phụ nữ. Vì đôi khi thực tế có rất là nhiều trường hợp chúng ta không tiện hỏi là có phải bạn đang mang thai là không nữa, thì chúng ta xem thêm cái mẹo nhận biết này nữa nhé. Mẹo nhận biết thứ 6, thay đổi quần áo trang phục. Nhiều chị em khi mà sắp có em bé này hay là đang mang bầu rồi có xu hướng chuyển sang mặc quần áo váy suông thon rộng một chút để giấu bụng và cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Mình thấy cái dấu hiệu rất là đúng đắn thôi, khi mà mình chuẩn bị có em bé này hay là giai đoạn mới thải em bé hay có em bé đấy, thì mình cũng thường là xu hướng là mặc váy suông này rồi áo phông rộng hơn một chút, quần suông rộng hơn một chút. Đấy cũng có thể là một cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết thôi. Bởi vì là cũng rất là nhiều bạn trẻ khác thích mặc quần áo phông rộng, suông rộng thì đấy là chuyện rất là bình thường nhé. Nhưng mà thường thì bà bầu thì sẽ thích mặc thoải mái rộng hơn. Cái dấu hiệu thứ 7 ở đây, người mà hay ra vào nhà vệ sinh, ra vào nhà vệ sinh nhiều hơn. Với những cái lý do của mẹ bầu ở đây là khi mà mang thai mới ấy, thì thường là cái nhu cầu tiểu tiện nhiều hơn. Bởi vì là bàng quang bị chèn ép nên mẹ bầu sẽ đi tiểu tiện nhiều hơn này. Rồi khi ốm nghén, mệt mỏi, buồn nôn thì chúng ta cũng muốn đi nhà vệ sinh nhiều hơn. Nên là hay đi nhà vệ sinh. Đấy là cái dấu hiệu thường có mà 100% bà bầu nào cũng thế luôn. Nếu mà chúng ta quan sát thấy là chị em nào mà có dấu hiệu rất là hay làm bị mệt mỏi này, kém sắc này, nổi cơn xanh này, rồi khó chịu ấy, buồn nôn này, hay đi ra vào nhà vệ sinh nhiều ấy, hay chính là các bản thân các bạn cũng vậy, mà các bạn có quan hệ không an toàn này, không an toàn khoảng 2-3 tuần gần đây, 4 tuần gần đây mà chúng ta bị chậm kinh này, rồi có những cái dấu hiệu của bà bầu ấy, nôn, ốm nghén, mệt mỏi, đau đầu này, chuột rút này, thì tức là có thể là chúng ta sắp có em bé đấy nhá. Và kèm theo một vài cái dấu hiệu nữa, ví dụ là chậm kinh này, vài ngày chưa thấy kỳ nguyên nguyệt của mình đến, nếu có quan hệ không an toàn này, rồi kèm những cái biểu hiện như mình vừa chia sẻ, thì các bạn chúng ta nên thử quen xem sao nhé. Nếu mà hai ngày ấy thì các bạn chúng ta nên đi siêu âm thăm khám nữa. Vậy là mình đã chia sẻ các bạn chúng ta về 7 cái mẹo để chúng ta dấu hiệu nhận biết sớm người có thai theo kinh nghiệm dân gian, cũng như là việc chúng ta quan sát bề ngoài của một chị em phụ nữ. Nó sẽ mang cái tính chất tương đối thôi để các bạn chúng ta tham khảo nhé. Ngoài ra để chính bản thân các bạn biết là mình có phải sắp có em bé hay không ấy, thì chúng ta cũng kèm thêm nhiều cái dấu hiệu khác nữa. Thèm chua ngọt này, thèm đồ ăn lạ này, chán ăn này, hoặc là thèm ăn bất chợt nhé, buồn nôn này, khó tính hơn này, hay cáu gắt này, rồi là thèm ngủ nữa, cảm thấy bụng của mình hay bị đau bụng dưới, đau bụng cứng và trướng bụng nữa, rồi mệt mỏi tay chân này, đau ngực, đau thâm đầu ngực của mẹ, đấy cũng là cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết thêm nhé. Vậy thôi, nếu các bạn chúng ta còn bất kỳ thắc mắc nào có thể để lại và bình luận bên dưới. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.